Dạ vâng, thì lời đầu tiên con xin gửi lời chào đến cha đã có tham gia cái chương trình hôm nay. Qua những cái lời chia sẻ hồi nãy cũng như là chào anh Quốc, chào anh Hiệp và Hello, bé chị. Vân, và cùng với tất cả quý vị đang xem chương trình Tình Tự Music này. Vân xin gửi lời chào đến tất cả mọi người ha. Thương lắm quý vị ạ. Mai Thiên Vân là một trong những ca sĩ đã thành danh, có một cái chỗ đứng nhất định ở trong giới mộ điệu âm nhạc từ hải ngoại đến trong nước. Và ngày hôm nay thì cũng là một cái dịp rất là đặc biệt. Trong cái ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời năm nay là một cái dịp lễ đặc biệt, chúng ta không được, rất ít người được đến nhà thờ để mừng lễ. Cho nên là ngày hôm nay thì hy vọng rằng cái sự xuất hiện của Mai Thiên Vân cùng với những lời ca chân thành và tấm lòng của người con hướng về Đức Mẹ, những bài hát thánh ca của Mai Thiên Vân cùng với Tình Tự Music gửi đến quý vị ngày hôm nay sẽ là chính là những cái đóa hoa lòng dâng lên kính Đức Mẹ trong ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Vân ơi. Dạ, anh Hiệp hỏi em đi. Em muốn giới thiệu với quý vị trước hay là em muốn hát trước nào? Chắc là... Hát trước đi. Hát trước, hát trước hả? Yeah, thì yeah. Hôm nay là lễ... hôm qua là lễ Đức Mẹ lên trời, nên là trong chương trình này thì các anh chị em cùng nhau sẽ hát một bài hát về của nhạc sĩ Francisco để gửi tặng... tất cả quý vị, đó là bài hát được mang tên Mẹ Về Trời. Thì mới bài hát đầu tiên này có thể là chưa có được mở giọng ấy, nên là cũng hơi, nói chung không biết sao mà cũng hơi run run anh Hiệp. Rất là run, mặc dù chương trình Vân xem cũng rất là nhiều, nhưng mà mỗi lần mà lên sóng để quý vị khán giả thấy mình hay là kia thì Vân cũng rất là hồi hộp và cũng rất là run. Nên là Vâng, xin quý vị sẽ có vài lời chia sẻ gì đó để bớt lo lắng chút, vâng, bớt lo lắng chút. Ok, thưa quý vị, thì trong những cái chương trình mà xuất hiện ở trên các cái gọi là chương trình thâu hình trực tiếp của Trung tâm Thúy Nga thì có rất là nhiều những cái sự chuẩn bị. Nhưng mà trong cái khuôn khổ của một cái chương trình livestream như thế này á, thì thưa với quý vị, nói thật với quý vị, khi mà phải xuất hiện ở đây để nói cái gì với quý vị, hát với quý vị như thế nào, anh em chúng tôi đã phải dành thời gian để tập nguyên một cái buổi ngày hôm qua. Mai Thiên Vân rất là chăm chỉ đến với Tình Tự Music nguyên một buổi chiều, tập đi tập lại rất là nhiều những bài hát, và cũng không thể tránh khỏi cái sự hồi hộp ngay bây giờ. Bởi vậy cho nên là bây giờ chỉ mong rằng quý vị sẽ ủng hộ cho Mai Thiên Vân, cho Tình Tự Music bằng cách quý vị tiếp tục share cái chương trình này ra nhé. Mới được có 2 bài hát thôi, ngày hôm nay chương trình 12 bài, 12, 13 bài hát cơ. Cho nên là chúng ta sẽ có nhiều giờ để tâm sự với nhau, để hát ngợi khen Đức Mẹ. Một lần nữa xin mời quý vị cho một cái điều gì đó để cho anh em lên tinh thần. Cho một tràng pháo tay. Bây giờ chị nhìn vào cái này, chị thấy quá trời tim cho chị không? Đó, vâng, bớt rung ngay. Hoa và tim của Tình Tự Music khán giả rất là dễ thương. Anh biết là Vân xuất hiện trên những sân khấu khủng khiếp, to lớn, những chương trình vĩ đại rất là nhiều. Khán giả khắp nơi không lạ gì ca sĩ Mai Thiên Vân cả. Nhưng mà cái chỗ sân khấu của Tình Tự nó rất là bé. Nhưng mà nó lại có một cái điều gì đó mà ai đến đây cũng có một cái cảm giác nó lạ hơn đó. Thì em như vậy thì nó cũng bình thường thôi chứ không có gì cả. Thôi để chị hát đi, chị hát xong chị sẽ bớt run hơn. Thôi bây giờ Vân sẽ hát trước quý vị ha. Thì trước khi vào chương trình này thì Vân cũng nhìn lên cái ảnh làm trước thư xó, cũng nói là về chương trình Thánh Ca là cũng có một cái sự cầu nguyện rất là nhiều để cho cái chương trình được lan tỏa, và thêm lời cầu nguyện cho tất cả mọi người. Yeah. Và bây giờ sẽ là bài hát chủ đề của chương trình ngày hôm nay, một sáng tác của tác giả Francisco, Mẹ Về Trời, qua giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Mai Thiên Vân. Thank you.
cánh trắng hôm nay đưa mẹ về trời. Sao sáng ngời trên đầu mẹ bay lên, mẹ bay lên, áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi. Trong ngàn muôn đóa hoa xinh tươi trong vườn thiên cung, mẹ sáng lấp lánh là nụ hoa chính vương. Ngát hương ngây ngất thiên đường, mẹ sáng lấp lánh là nụ hoa yêu thương. Ngát hương cho người muôn phương. Muôn thiên thần cánh trắng hôm nay đưa mẹ về trời. Sao sáng người trên trời sáng tươi, con nhìn theo đám mây, mây đưa mẹ về thiên cung, lòng muốn chắp cánh cùng mẹ bay lên cao, ước ao trông thấy quê trời, lòng muốn chắp cánh cùng mẹ bay lên mây, sống vui bên mẹ từ đây. Trên đầu mẹ bay lên, mẹ bay lên, áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi. Như mặt trời sáng tươi trên cao trông nhìn muôn nơi, mẹ hãy chiếu sáng để đời con an vui, bước qua gian khó cuộc đời. Mẹ hãy chiếu sáng để lòng con thanh trắng hôm nay đưa mẹ về trời. Sao sáng người trên đầu mẹ bay lên, mẹ bay lên, áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi. Mẹ bay lên, mẹ bay lên, áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời. Luôn ngọt ngào. Trời ơi, chị rung mà ngọt chị hát như vậy. Mà có một cái điều đặc biệt là Mai Thiên Vân hát những bài hát về Đức Mẹ luôn luôn với một tâm tình của một người con. Cái giọng hát, ngoài cái giọng hát ngọt ngào, thì Hoàng Hiệp nhận thấy được rằng là cái tấm lòng chân tình ở trong giọng hát của người con dành cho Đức Mẹ. Thưa quý vị, ngày hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt. Nãy giờ thì Hoàng Hiệp cũng đã úp úp mở mở về một vài những cái điều đặc biệt trong ngày hôm nay. Trước hết thì xin được chân thành cảm ơn Mai Thiên Vân nhận lời mời của Hoàng Hiệp để có mặt trong cái buổi livestream này. Và ngày hôm nay, quý vị ơi, một ngày rất là đặc biệt với tất cả chúng ta, nhưng mà cũng là một ngày rất là đặc biệt đối với Mai Thiên Vân. Ngày hôm qua lúc 9 giờ tối giờ California thì Mai Thiên Vân đã chính thức ra mắt một kênh YouTube, mà cái bài hát đầu tiên của cái kênh YouTube lại là một bài hát rất là tuyệt vời, sáng tác của nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh, Ánh Mắt Mẹ Nhân Từ. Thực lòng thì khi mà Mai Thiên Vân chia sẻ cái thông tin đó ở trên Facebook,
thì Hoàng Hiệp vô ngay cái YouTube channel của Mai Thiên Vân và nghe cái bài hát đó. Thì quả thực đây là một trong những bài hát mà rất là touching. Đinh Công Huỳnh cũng là một người em mà Hoàng Hiệp thương mến. Nhưng mà Mai Thiên Vân, bây giờ xin Mai Thiên Vân chia sẻ với quý vị về cái món quà đầu tiên mà Mai Thiên Vân đã thực hiện để dành tặng quý vị trong ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời. Dạ thì Vân cũng xin em cũng xin cảm ơn Hiệp đã chia sẻ cho khán giả biết về cái trang YouTube mới của em. Thì có lẽ là họ hỏi, chắc có thể hỏi quý vị hỏi tại sao là Vân chọn cái bài hát Thánh Ca mà về Đức Mẹ để mở đầu cho cái kênh YouTube của mình, là tại vì Vân cảm nghiệm được là từ hồi nhỏ tới lớn thì mình đã được một cái sự phù hộ và che chở của Đức Mẹ rất là nhiều. Hồi nhỏ thì hay đi có những lúc hay hát những kinh cầu Đức Mẹ trên cái tháng Đức Mẹ. Rồi nói chung mà mình trong cuộc sống mình thấy có nhiều cái mình được ơn nhiều đó. Thì ngay cái dịp hôm qua là ngày lễ Đức Mẹ nữa, một cái dịp quan trọng, thì Vân muốn có một cái ngày mà mở phát hành cái bài hát đầu tiên cái kênh YouTube cũng là một cái ngày gì đó đặc biệt, nên là ngay cái lễ lớn lễ trọng thì Vân chia sẻ với quý vị và giới thiệu với quý vị cái kênh YouTube của Vân luôn, đó là Mai Thiên Vân Official. Thì Vân mong rằng quý vị cũng hãy like và share cái kênh YouTube của Vân để tương lai Vân có thể làm những cái bài hát, tại vì Vân mê nhạc Thánh Ca dữ lắm. Thật sự là từ hồi nhỏ là mở đầu cái chương trình, cái việc đi hát của mình là hát nhạc Thánh Ca, nên là cái gì bây giờ bắt đầu mở đầu cái YouTube của mình thì Vân cũng muốn mở đầu bằng những bài hát Thánh Ca trước. Thì Vân xin cảm ơn tất cả mọi người cùng đã ủng hộ cho Vân, và xin mọi người hãy share cái chương trình này cũng như là cái share cái YouTube của Vân để mọi người muốn nghe nhạc của Vân thì vì cùng lắng nghe ha. Yeah. Quý vị có thể vào kênh vào YouTube và search Mai Thiên Vân Official và đăng nhập vào kênh để ủng hộ cho ca sĩ Mai Thiên Vân. Anh rất là ngạc nhiên khi mà em có muôn ngàn bản hit mà cái bài đầu tiên chọn vào cái kênh của mình lại là một bài Thánh Ca. Cái điều đó không phải mình anh đâu, mà anh nghĩ sẽ có rất là nhiều khán giả họ ngạc nhiên. Nhưng mà em giải thích thì quý vị hiểu rồi đó. Rất là ý nghĩa, rất là hay. Thì cũng có người, nhiều người nói là em nếu mà hát nhạc Thánh Ca thì nhiều người bên Phật giáo có nghe hay không, là bị giới hạn khán giả rồi này kia. Nhưng mà em lại nghĩ theo ý khác. Thì em như em là công giáo, nhưng mà em lại cũng rất là quý bên Phật giáo, nên là mình có những cái bài nhạc Phật cũng hay. Yeah. Nên là em thì suy nghĩ đơn giản hơn. Dạ. Ở trong này có rất là nhiều những khán giả không có đạo, họ theo dõi chương trình này và họ theo dõi mỗi một tuần luôn đó. Và ngay trên sân khấu của chúng ta cũng có một người không có đạo. Dạ, cô gái áo trắng đây phải không? Đúng rồi. Rung quá, bữa nay hát. Từ nãy giờ ai cũng khen là Thanh Vân mặc cái áo dài trắng rất là đẹp. Đúng rồi, chị ngồi xa chị nhìn vô cũng thấy rất là đẹp. Yeah. Eo rồi quá chị, eo luôn. Lần đầu tiên em hát Tình Tự Music mà mặc áo dài mà được khen quá. Nên em đang định nói với em Tình Tự Music thôi để dành tiền mua áo dài thêm cho em. Có người nào bảo trợ cho Thanh Vân không vậy ha? Tại vì hôm qua nó là hôm nay là ngày lễ trọng thì muốn mặc áo dài, Vân cũng mặc áo dài luôn, lâu lâu cho thay đổi nên Thanh Vân mới mặc áo dài, nên mà không nghĩ là được mọi người khen và đẹp như vậy phải không? Yeah. Okay, đang sung sướng nãy giờ. Vâng, chân thành cảm ơn quý vị. Vân ơi. Hai Vân ơi. Hai Vân, không biết kêu Vân nào. Em không có dám quay qua phía anh Hiệp, bởi vì em quay qua đó thì em không có được đẹp. Thưa quý vị, có một bài hát mà Hoàng Hiệp khi mà thực hiện trong những cái chương trình Thánh Ca lần trước thì rất là may mắn thì Hoàng Hiệp đã được làm quen với tác giả, đó chính là nhạc sĩ Phạm Đức Huyến. Và khi mà tập cho Hà Thanh Vân cái bài hát Chuỗi Ngọc Vàng Kinh thì Hoàng Hiệp cũng... khi mà search ở trên YouTube thì cũng vô tình tìm ra được cái bài hát Chuỗi Ngọc Vàng Kinh mà Mai Thiên Vân đã hát ở trong cái dịp lễ tại Đại hội Thánh Mẫu
Và cùng với ca đoàn tổng hợp hơn 100 người và Mai Thiên Vân lĩnh sướng. Và ngày hôm nay thì ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng nghe lại bài hát tuyệt vời của nhạc sĩ Phạm Đức Huyến qua hai giọng ca Hà Thanh Vân và Mai Thiên Vân. Mời quý vị chúng ta cùng dâng lên mẹ lời kinh mân côi qua nhạc phẩm Chuỗi Ngọc Vàng Kinh. Cuộc sống chia xa, xin dâng lên mẹ.
Xin cảm ơn vị rất nhiều. Em không biết khán giả Maria comment gì đây. Nói chung là tim bay rất là nhiều. Tim bay ngập trời. Nói chung là Vân hôm nay rất là rung. Tại vì bữa nay được hát chung với ca sĩ. Ca sĩ coi như là ca sĩ hát nhạc thánh ca thực thụ rồi. Thôi đâu có gì đâu, Vân khiêm tốn thôi mà. Nói chung là ai cũng như ai thôi. Nên là cái bài Chủ Cột Vàng Kinh này bây giờ hát xong thì em lại thấy cái giai điệu rất là hay, rất là cái melody rất là thích luôn á. Yeah. Mà anh Hiệp cũng lục lọi hay quá à. Em đâu có nhớ là em hát hồi xưa. Cái bài này á, có một cái điều đặc biệt và có một cái nốt rất là đặc biệt. Cái nốt mi bemol ấy. Những màu tỏa sáng say đắm dương gian. Đúng rồi. Em không có hiểu tại sao lại biết cái nốt như vậy. Đặc biệt. Chính anh cũng đã phải gọi điện cho nhạc sĩ Phạm Đức Huyến để hỏi chú về tại sao mà chú lại đưa một cái nốt nhạc nó đẹp như vậy vào. Thường thường cái nốt nhạc mà thường thường những nốt nhạc lạ thì rất ít nhạc sĩ dám dùng cái phát triển giai điệu như vậy, nhưng mà khi mà chơi cái nốt nhạc đó ở trong cái bài hát này thì thực sự nó thành một cái nốt mà nó quá đẹp. Trong âm nhạc nó có những nốt vui, nốt buồn, trong cái scale, trong cái scale nó cũng có scale vui, scale buồn, nhưng mà cái nốt đó, cái nốt si dáng phải không Hiệp? Đúng. Nốt là mi bemol. Nốt đó, nốt đó là cái nốt làm cho nó chơi vơi. Đó. Đúng rồi. Là có một nốt chơi vơi phải không? Em không nhận điều đó. Lúc đầu em nói ủa, hay sao vậy ta? Sao lại cái nốt là vậy? Hay là ca đoàn hát cố tình hát khác hay là sao mình không hiểu. Nhưng mà em hôm qua hôm kia nếu mà em chưa nhìn cái nốt nhạc á, thì em hát là ta da da ta đi đó đi đó. Đúng rồi. Thì đó nó mới là cái nư của em. Yeah, nhưng mà xem nhìn cái nốt nhạc và thấy vậy ô mình hát cái này cũng có cái lạ lạ rồi. Đúng là chơi vơi. Dạ. Làm cho nó chơi vơi. Thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã nghe Mai Thiên Vân hát đơn ca rồi. Ngày mai Thiên Vân hát song ca với Hà Thanh Vân rồi. Và bây giờ thì Hoàng Hiệp xin được mời quý vị, chúng ta cùng dâng lên mẹ lời kinh nguyện qua một giai điệu. Phải nói là đây là một trong những bài hát về Đức Mẹ mà hầu hết những tín hữu của chúng ta đi lễ ở nhà thờ đã từng nghe bài hát này. Mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm sáng tác của Linh Mục Văn Chi, bài hát Ca Dao Mẹ Dịu Hiền. Và bài hát này thì cũng sẽ do Mai Thiên Vân với lại thêm vào là ca sĩ Hoàng Hiệp. Lữ
khách viễn du tìm về mẹ đầy âu yếm. Mẹ là suối mát chim nguyên giữa sa mạc hoang, mẹ là trăng khánh đêm về chiều sáng mênh mang, sao mai soi đường dẫn lối trong đêm, là nguồn trong cậy tin yêu nguồn suối ủi an, tiếng hát dấu yêu ngợi ca tình mẹ yêu mến. Gian nan bao lần kiếp sống truân chuyên, tìm đâu nương tựa an tâm về bên trường sinh, những bước chắt chiu dìu con đi trong thương mến. Mẹ là suối mát chính nguyên giữa sa mạc hoang, mẹ là trăng khánh đêm về chiều sáng mênh mang, mẹ là tiếng hát xuyên giữa đêm hè vắng, mãi mãi mẹ là mây trời biển rộng thênh. Quý vị thấy cái bài này anh Hiệp cố tình để làm theo cái điệu bossa nova cho nó rộn ràng chút xíu, nên là em ngồi em hơi lắc lư chút xíu quý vị, và là tại vì cho nó thoải mái và nó không có căng thẳng á. Tại vì trong đây không có được vỗ tay hay không có được cái gì hết, là bởi vì nếu mà có làm cái gì khác á là nó sẽ vô cái micro. Hồi nãy đang hát có vị biết, quý vị nghe tiếng bạch bạch là tại vì có mấy con ruồi nó bay quanh quẩn ở đây, nên là con của anh Hiệp á đây lấy cái cây đập ruồi đập hai con ruồi, nên là đang hát thì nghe bạch bạch. Thì nên là nói chung là mình có âm thanh ánh sáng và có cả tiếng động. Yes. Nếu mà quý vị nãy giờ mà có thấy Hiệp hay là Quốc hay ở đây mà có một chút hoang mang đó, thì nó là vì con ruồi. con ruồi nó quấy rối nãy giờ. Bây giờ còn không bé Na? Còn không con ruồi đâu? Hết rồi. Trong những cái chương trình mà Tình Tượng Music thực hiện ở đây, nói thật với quý vị, đây là một cái gọi là một cái phòng khách rất là nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà ngày hôm nay thì do là nhà Hoàng Hiệp có làm một cái món bún chả Hà Nội để mời anh em. Trong cái lúc mà mình mở cửa ra, không ngờ có một hai con ruồi nó bay vô mà nó làm cho mình bị chia trí nãy giờ. Mà vẫn còn một con đấy. Nãy giờ em hát sai lời luôn đó Hiệp. Thường quá cơ. Trời giờ mình tới bài gì anh Hiệp hả? Bây giờ có một cái bài hát hay lắm.
em ngồi như một bông hoa đẹp đi, em chờ Tình Tượng Music hát đã xong em mới hát tiếp nhé. Anh cho em nghỉ mệt được không? Ồ, oh, đúng rồi, em ngừng chút xíu phải không? Ừ, dạ. Đó. Ngừng một bài thôi. Một bài dạ, thôi. Dạ. Đúng rồi, em như. Tới anh Hiệp hát phải không? Đúng rồi, cái bài hát này thì là cái bài hát mà như hồi nãy Hoàng Hiệp có giới thiệu với quý vị, một nhạc phẩm mà nhạc ngoại quốc, lời Việt của tác giả Thanh Lâm. Tác giả Thanh Lâm, anh Thanh Lâm, nhạc sĩ Thanh Lâm trong nhóm Lửa Hồng. Em có muốn gửi lời chào nhắn gửi có anh Lâm đang coi chương trình này. Dạ, chào anh Lâm và nhóm Lửa Hồng, ngày xưa em có tham gia với các anh chị nên là rất là nhớ. Và nói chung là nhớ tất cả mọi người đó, nhưng mà em ít có đi về bên Việt Nam và mỗi lần về rất là ít ngày nên là không có dịp để gặp lại các anh chị, nhưng mà thật sự nhớ, vô cùng nhớ những cái kỷ niệm cũng như là những cái sinh hoạt em rất là quý. Thì cho em gửi lời chào cũng như là gửi lời cầu nguyện cho tụi em ha. Dạ. Rồi anh Hiệp hát đi anh Hiệp ha. Bài hát rất là hay. Vừa mời quý vị cùng lắng nghe Cùng Mẹ Con Hát. Nhớ mẹ mà chinh phục ăn trời cao.
Giêsu Kitô đã đến gian trần. Tại vì hát xong phải có vỗ tay thì nó mới vui. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là lời Việt của nhạc sĩ Thanh Lâm, bài hát Cùng Mẹ Con Hát. Đây là nhạc của ngoại quốc phải không? Đúng rồi, đây là một bài hát nhạc Pháp, lời Việt của nhạc sĩ Thanh Lâm. Và để liên tục chương trình, lúc nãy anh Hiệp solo cái lúc cao hay quá anh Hiệp. Cảm ơn em. Ôi sẵn đây thì em cũng chia sẻ là tại sao quý vị thấy em tham gia cái chương trình này nữa ha. Đúng rồi. Là quý vị biết là em với anh Hiệp có một cái duyên là ngày xưa em tham gia nhóm Lửa Hồng và hát những cái chương trình công giáo ở Việt Nam đó. Thì em vừa sang Mỹ thì anh Hiệp tham gia nhóm và trong nhóm ai cũng hỏi có biết anh Hoàng Hiệp không? Cái em nói có nghe tên nhưng mà dường như em vô thì em đi em lúc em vô hát thì ảnh không có vô mà lúc em đi ra thì ảnh vô. Thì nhưng có hiểu rằng là anh chị em có một cái sự kết nối mặc dù không có gặp trước đó thì sau này qua bên đây mới gặp là rồi mới biết là mình quen một quen ma sơ nữa rồi anh Hiệp có một người chị là ma sơ. Em gái, em xin lỗi em không nhớ. Hôm bữa thì trong cái lần mà em hát ở bên New Orleans ấy, thì em có gặp Sơ Hường đúng không? Dạ, thì Sơ có gửi đồ về để em mang về cho anh Hiệp. Thì cũng trong cái tình anh em, gia đình rất là nhiều. Và anh qua đây thì gặp gỡ nhau. Và Mai Hiên Văn hay nhõng nhẽo với lại hay quậy anh Hiệp lắm. Là muốn cái gì là anh Hiệp ok cái đó. Nên là ăn hiếp, dùng cái từ là ăn hiếp. Ăn hiếp rất là nhiều. Nên là qua đó thì rất là quý và trong cái chương trình em thấy là chương trình thánh nhạc như vậy thì em thích lắm và em muốn hát thánh ca nên tham gia cái chương trình này. Mong rằng quý vị sẽ ủng hộ để chương trình tiếp tục lan tỏa là một cái sự đánh động cái tâm hồn mình rất là nhiều. Dạ, em không có mong gì hơn mà lúc chỉ mong là qua cái chương trình thì mọi người sẽ được yên ủi nhiều. Tụi anh cũng mong đợi cái chương trình này từ rất là lâu rồi. Và cuối cùng cũng đã thực hiện được. Đó là giọng hát ngọt ngào của chúng ta hôm nay xuất hiện trên sân khấu Thiên Thời Music. Không, em không có gì lớn lao đâu. Tôi xin thuyên mọi người nghĩ cái gì cũng lớn lao. Nhưng mà em thì rất là đơn giản. Và cuộc sống của em nhìn cái gì cũng đơn giản hơn. Chứ không có cầu kỳ. Em quen như vậy rồi. Thưa quý vị, nếu mà những người nào mà chưa gặp Mai Thiên Vân thì sẽ nghĩ rằng là đây là một ngôi sao, đây là một người nổi tiếng. Nhưng mà đối với Hoàng Hiệp thì Mai Thiên Vân luôn luôn là một người em. Thực lòng anh em chia sẻ với nhau được nhiều điều ở trong cuộc sống lắm. Mai Thiên Vân thì phải nói thật với quý vị là một người làm nghề rất là có tâm.
Mai Thiên Vân luôn luôn chăm chút cho chính giọng hát của mình, cho nhân cách của mình và cho chính đời sống tâm linh của mình nữa. Hoàng Hiệp luôn luôn, anh em luôn luôn chia sẻ được với nhau. Nhiều khi ở trong cuộc sống mình không phải là giúp nhau được gì nhiều đâu, nhưng mà cũng có những cái sự chia sẻ. Đặc biệt là cảm nhận được khi mà Mai Thiên Vân hát thánh ca thì Hoàng Hiệp cũng vậy. Ngày hôm nay khi mà thực hiện được những chương trình thánh ca như thế này, nhất là chương trình thánh ca mà mình làm livestream online trên Facebook nữa, thì rất là nhiều lần thiết tha mời Mai Thiên Vân, nhưng mà ngày hôm nay một lần nữa cảm ơn em đã nhận lời. Vâng, em cảm ơn Hiệp đã làm cầu nối cho em nữa chứ. Mà đừng có khen em nhiều quá, khen em không có hoàn hảo nhiều vậy đâu. Hôm nào cũng khiêm tốn, Mai Thiên Vân là một người rất là khiêm tốn quý vị ạ. Nên là sau đây Vân sẽ hát một cái bài hát rất là quen thuộc, ai cũng thuộc, nếu mà người Công giáo thuộc bài hát này. Đó là bài hát Dân Mẹ của nhạc sĩ Hoài Đức. Vì cùng có thể nếu thuộc hát với Mai Thiên Vân luôn nha.
con. Xin cảm ơn vị đã lắng nghe. Hay quá. Cảm ơn Vân. Chị có biết chị là cũng là một cái nguồn cảm hứng để em hát thánh ca đó. Tại vì lúc mà em mới tập hát mấy bài hát đầu tiên, em không biết một bài nào hết, là em lên em nghe chị hát rất là nhiều. Có nghe Hà Thanh Vân chia sẻ cái lần livestream nào đó, Vân có vô coi đó. Em nghe chị rất là nhiều luôn. Nhưng mà biết là khi mà nghe được những cái điều đó thì mình rất hạnh phúc không? Là tại vì sao? Là nếu mà theo cái niềm tin của người có đạo đó, người ta nói là hát thánh ca là cầu nguyện hai lần. Nhưng mà nếu mà mình hát mà mình làm cho người ta, tạo cho người ta cái cảm hứng mà người ta muốn nghe nữa, mà người ta nghe nhiều bài hát thánh ca nữa đó, thì cái đó là một cái điều phước và cái phúc. Và em nghĩ là hồi xưa giờ tại vì hồi xưa là hát rất là nhiều thánh ca rồi, rất là nhiều từ lúc ở còn ở Việt Nam còn đi học, thì mình nghĩ là sau này mình lớn lên mình mới cảm nghiệm được cái đó là cái ơn mà sau này Chúa ban cho mình được nhiều thứ, nhiều cái điều tốt đẹp hơn. Vân ơi, em có biết một điều rằng là khi mà nói chuyện với tất cả các linh mục viết thánh nhạc, các nhạc sĩ công giáo, thì có một cái điều mà luôn luôn nghe mọi người nói ấy, thì có rất nhiều các ca sĩ hát thánh ca. Em nghe rõ câu này này. Nhưng mà những ca sĩ mà hát thánh ca mà nó đúng với tinh thần thánh ca nhất thì rất là ít. Và trong đó Mai Thiên Vân là một cái tên mà tất cả các nhạc sĩ sáng tác thánh ca, các linh mục, nhạc sĩ viết những bài hát thánh ca hay đều nhắc đến cái tên Mai Thiên Vân. Em cảm ơn rất là nhiều. Cái điều này là cái điều mà anh luôn luôn được nghe các cha cũng như là các nhạc sĩ luôn luôn muốn là có những cái sự kết hợp với em. Được em may mắn nhận lời hát trong những cái chương trình thánh ca, hoặc là hát những cái bài hát thánh ca mới mà các nhạc sĩ viết. Có những người gọi điện cho anh bảo Hiệp ơi, em có quen Mai Thiên Vân không? Để anh có viết một bài hát này rất là hợp giọng Mai Thiên Vân. Cụ thể là Đinh Công Huỳnh và Đinh Công Lý. Trước khi mà Đinh Công Huỳnh có liên lạc với em thì cũng đã có hỏi anh. Và sẵn đây thì Vân cũng xin chia sẻ, nếu mà bây giờ quý vị có các tác giả này có bài hát nào thánh ca hay là cái gì đó muốn Mai Thiên Vân thể hiện, thì việc ký liên lạc qua Mai Thiên Vân singer@gmail.com ha. Một lần nữa xin quý vị lưu cái quý vị save cái email của Mai Thiên Vân là mythienvensinger@gmail.com. Hoặc là liên lạc ở trên mà YouTube hả, cũng comment ở trên đó. Đúng rồi. Comment trên đó cũng được. Facebook thì có qua người inbox, có inbox. Yeah. Yeah. Hoặc là nhờ tụi anh ở đây cũng được. Nhưng mà có một điều em hạnh phúc vui nữa, kể thêm một cái nữa, đó là ngày xưa cái khi mà em đi hát á, tự nhiên gặp ông cha, cái xong cái cha đó còn trẻ quá đi, cái mình nói chuyện hồi cái ông mới nói là Mai Thiên Vân biết không, nhờ mà nghe Mai Thiên Vân hát, ông có chia sẻ là nghe em hát thánh ca xong rồi ông đi tu luôn. Cái xong cái lúc đó là cái bây giờ là với là làm cha luôn, tức là nói trời ơi, sao mà mình nghe cái đó thấy vui lắm luôn á. Tại vì cha nghe em hát thánh ca, chứ nếu mà cha đang tu mà nghe em hát tình ca là cha xuất đó. Quý vị ơi, Mai Thiên Vân có một cái biệt tài là giọng hát ngọt ngào quá, mà nhất là những cái dòng nhạc mà nói là dòng nhạc bolero, đúng không? Mọi người thì bây giờ hay dùng cái gán ghép cho cái dòng nhạc quê hương, trữ tình quê hương, có những cái giai điệu nó luyến láy ngọt ngào thành cái dòng nhạc bolero. Thôi thì chúng ta cũng tạm gọi là bolero. Thì ca sĩ Mai Thiên Vân là một trong những ca sĩ luôn luôn là lựa chọn hàng đầu của tất cả các bầu show ca nhạc ở khắp mọi nơi, các tiểu bang cũng như Úc Châu hay là Canada, trong những cái chương trình ca nhạc mà có bán vé. Dạ thì trong chương trình gần đây thì Vân biết trong chương trình này cũng sẽ có người yêu cầu Vân hát nhạc bolero hay là nhạc quê hương này kia. Nhưng mà thật sự trong cái đợt dịch này xảy ra đó, tự nhiên cái lòng mình nó miên man lắm, nhiều cái lạ lùng lắm, mà tự nhiên muốn hát thánh ca nhiều. Sao ngộ lắm, thì chắc cũng tùy theo cái cảm hứng của người nghệ sĩ. Bây giờ anh mới nói anh mới nhận ra thánh ca
mà bolero hiếm đó nha. Cũng có anh ạ. Có linh mục Duy Thiên cũng viết thánh ca dùng cái làn điệu dân ca. Thứ hai, một tác giả mà rất rất nhiều người yêu mến, đó chính là Francisco. À, nhạc sĩ Francisco nó viết rất là hay. Rất tuyệt vời. Gần đây thì có anh Đinh Công Huỳnh đó anh Huỳnh. Đúng rồi, Đinh Công Huỳnh cũng là một nhạc sĩ trẻ. À, khi mà viết thánh ca cũng đưa vào những cái làn điệu dân ca của Bắc Bộ, của Nam Bộ, của Trung Bộ. Quý vị có thể nhận thấy, nghe nhạc thánh ca của nhạc sĩ Francisco, của nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh, của Linh Mục Duy Thiên. Quý vị ngỡ như là đang nghe cái câu hò ầu ơ vi dặm, rồi những câu hát à ơi của miền Bắc. Và thôi, mình miên man một chút xíu để quay trở lại chương trình ngày hôm nay. Có một bài hát mà như cái lời của Đức Mẹ nhắn nhủ cho chúng ta, không có lời kinh nào đẹp bằng cái lời kinh Mân Côi. Hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi. Đó chính là lời ở trong bài hát Lời Mẹ Nhắn Nhủ, một sáng tác của Huyền Linh. Mời quý vị cùng lắng nghe qua hai giọng ca Mai Thiên Vân và Hà Thanh Vân. Giờ mình là Song Vân. Song Vân. Thank you.
từ nay thống hối. Mẹ Maria xin mẹ đoái thương nhầm lời cho nước Việt xinh tươi đức tin sáng ngời cho đi đâu. Ờ, hay quá. Anh Hiệp ngồi đây chắc đi đạp con rồi hồi nãy. Chạy ra ngoài một chút xíu để check lại âm thanh một chút xíu xong rồi sẽ quay trở lại đây. Thưa quý vị, nãy giờ thì tại vì hình nó focus vào hai cô ca sĩ cho nên là Hoàng Hiệp tranh thủ chạy ra ngoài. Thưa quý vị, khi thực hiện chương trình này, một lần nữa Hoàng Hiệp xin được chân thành cảm ơn tất cả những lời nhắn gửi của những khán thính giả yêu mến của nhóm Tình Tự Music đã gửi cho Tình Tự Music rất là nhiều những lời yêu cầu, những bài hát, những bài ca về Đức Mẹ rất là tuyệt vời. Xin được chân thành cảm ơn tấm chân tình của quý vị. Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để đưa những cái bài hát mà quý vị yêu mến vào trong chương trình, nhưng mà thời lượng chương trình nó không có kéo dài được nhiều, cho nên là anh em Tình Tự Music cùng với ca sĩ Mai Thiên Vân cũng đã cố gắng để hát những cái bài hát mà phần đông quý vị yêu mến, và bên cạnh đó chỉ dám giới thiệu 1-2 những cái bài hát về Đức Mẹ mới thôi. Vừa rồi thì là một bài hát mà tất cả tín hữu của chúng ta đều thuộc. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn Mai Thiên Vân đã đến với chương trình Thánh Ca cùng với Tình Tự Music, dâng lên Đức Mẹ những lời kinh, những lời ca, tiếng hát từ tấm lòng chân thành của em. Vâng, em xin một lần nữa cảm ơn anh Hiệp và anh Quốc với lại Vân ha, thì đã làm cầu nối cho Vân đến khán giả nghe nhạc nói chung cũng như là về Thánh Ca nói riêng. Cảm ơn cha, cảm ơn tất cả quý vị. Và đến giờ này thì Vân xin tạm biệt chương trình ha, thì có gì nếu mà có những cái hẹn hò nào đó thì sẽ hẹn hò trong những lần khác. Có thể chúng ta sẽ gặp lại đây nửa phần. Dạ, nếu mà ý Chúa, dạ. Yeah. Thì Vân xin cảm ơn quý vị, và cảm ơn quý vị nãy giờ cũng đã like và share cái chương trình này cũng như là cái kênh YouTube của Mai Thiên Vân. Một lần nữa xin cảm ơn và em xin chào tạm biệt tất cả quý vị nha. Bye bye. Quý vị ơi, ở trên màn hình thì cũng có cái đường link của kênh YouTube mới tinh của Mai Thiên Vân. Xin quý vị đừng tiếc một cái nút subscribe, tức là chúng ta đăng ký theo dõi kênh, tại vì Mai Thiên Vân đã thực hiện ngày hôm qua mới ra mắt một tác phẩm đầu tiên, đó là sáng tác mới một bài hát về Đức Mẹ rất là hay, Ánh Mắt Mẹ Nhân Từ, sáng tác của nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh. Và trong thời gian tới thì Mai Thiên Vân sẽ gửi tới quý vị rất là nhiều những bài hát thánh ca cũng như là những bài hát tình ca ở trên cái trang YouTube Mai Thiên Vân.